Messi đến Paris Saint-Germain và giấc mơ chinh phạt châu Âu như Napoleon. Vào đầu thế kỷ 19, hoàng đế Napoleon từng khiến cả châu Âu khiếp sợ với tay súng binh thân sầu của mình. Và tới đầu thế kỷ 21, có một gã lùn khác cũng đang được kỳ vọng sẽ giúp nước Pháp chinh phục châu Âu, đó là Lionel Messi. Napoleon sinh ngày 15 tháng 8 năm 1769 và mất ngày 5 tháng 5 năm 1821, là một chính sách và nhà lãnh đạo quân sự người Pháp, người lãnh đạo nhiều cuộc chiến dịch thành công trong cuộc cách mạng Pháp và chiến tranh cách mạng Pháp. Ông là hoàng đế Pháp với đế hiệu là Napoleon đệ nhất từ năm 1804 đến năm 1814 và trở lại ngôi vua vào năm 1815 trong 100 ngày trị vì. Napoleon đã thống trị gần như toàn bộ châu Âu hơn một thập kỷ khi dẫn dắt nước Pháp chống lại một loạt liên minh. Ông đã giành chiến thắng tại hầu hết những trận chiến, tạo ra một đế chế rộng lớn thống trị hầu như cả lục địa châu Âu trước khi sụp đổ vào năm 1815. Napoleon được xem là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Những cuộc chiến của ông đã được những trường quân sự khắp thế giới nghiên cứu. Đồng thời, Napoleon cũng được nhiều học giả danh giá đánh giá là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử loài người. Có một điều thú vị là Napoleon chỉ cao có 1m68 theo Wikipedia. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng ông vẫn khiến cả thế giới phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Và trong bóng đá, đã có một Napoleon mới vừa tới nước Pháp, đó là siêu sao Lionel Messi, người cũng chỉ cao có 1m69. Cũng giống như Napoleon, Messi tuy chiều cao khiêm tốn nhưng tài năng thì hết sức xuất chúng. Anh được nhiều người nhận định là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, với kỹ năng siêu phàm và bộ sưu tập thành tích khổng lồ. Và với sự có mặt của Messi, người đã 4 lần bước lên đỉnh cao châu Âu, PSG hy vọng lịch sử sẽ sang trang mới. Siêu sao người Argentina từng thống trị đấu trường châu Âu, nhưng từ năm 2015, anh chưa một lần tiến lại gần đến chiếc cúp này. Không phải do Messi kém tài, mà là do đội bóng của anh, Barcelona, đã quá sa sút trong những năm gần đây. Messi vẫn thi đấu vô cùng nỗ lực và thăng hoa với số lượng bàn thắng và kiến tạo khổng lồ. Nhưng một mình anh là chưa đủ. Nhưng từ mùa giải tới, Messi sẽ không còn cô độc nữa. Anh sẽ hợp cùng Neymar và Mbappe thành ba trận ngự lâm pháo thủ, đủ sức giúp PSG chinh phạt khắp cõi châu Âu. Thực tế là chất lượng đội hình của PSG đang thuộc dạng tốt nhất châu Âu hiện nay. Mùa hè này, họ đã có những sự bổ sung cực kỳ chất lượng. Điển hình là Sergio Ramos đến từ Real Madrid, Joshua Wijnaldum đến từ Liverpool, Gianluigi Donnarumma đến từ AC Milan và Ashraf Hakimi đến từ Inter Milan. Với những tân binh chất lượng cùng dàn cầu thủ đẳng cấp sẵn có như Neymar, Mbappe, Di Maria, Verratti hay Marquinhos, PSG đang thực sự là ứng viên hàng đầu cho chiếc vô địch Champions League mùa giải 2021-2022. Đội bóng nước Pháp muốn chinh phục châu Âu và họ cần có một người lãnh đạo xuất chúng là Messi. Nước Pháp từng khiến cả châu Âu khiếp sợ với một gã lùn là Napoleon. Và giờ đây, PSG đang khiến bóng đá châu Âu toát mồ hôi một gã lùn khác mang tên Lionel Messi.